Thưa quý vị và các bạn, hướng tới môi trường làm việc an toàn, hiệu quả cho nhân viên y tế cũng như góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, giảm thiểu tối đa sự cố về y tế, Trung tâm Y tế huyện Văn Giang đã triển khai mô hình bệnh viện 5S với 5 tiêu chí: sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng. Đây cũng là một trong những cơ sở y tế đi đầu trong xây dựng mô hình này tại Hưng Yên. Khoa ngoại sản là một trong những khoa điển hình cho việc thực hiện mô hình 5S tại Trung tâm Y tế huyện Văn Giang. Tất cả các bộ phận như hành chính, vật tư y tế, lưu hồ sơ bệnh án đều được sắp xếp khoa học thuận tiện cho công tác khám, chữa bệnh. Buồng bệnh hay hành lang bệnh viện cũng được sắp xếp, bài trí thành không gian xanh, sạch sẽ, mang lại cảm giác dễ chịu cho người bệnh khi nằm điều trị tại đây. Tôi điều trị ở đây cũng nhiều lần, thế nhưng tôi thấy ở đây cái chất lượng điều trị ở đây rất tốt. Môi trường sạch sẽ và con người thân thiện. Nhân viên y tế ở đây thì chăm sóc bệnh nhân đến nơi đến chốn. Vì cái cơ sở hạ tầng và cái chất lượng phục vụ ở đây cũng như là chất lượng điều trị ở đây tốt, cho nên là bệnh nhân ở đây rất đông. Thì 5S nó là cái thứ nhất, tức là sàng lọc. Chúng tôi sàng lọc tất cả những cái vật dụng và những thứ nó không cần thiết bỏ đi, và chúng ta chỉ chọn những cái vật dụng cần thiết chúng ta giữ lại. Cái S thứ hai đấy là sắp xếp từ những cái mà mình sàng lọc từ trên đấy, sau đó mình sắp xếp lại một cách làm sao cho khoa học nhất và gọn gàng nhất để tạo một cái môi trường làm việc cho thuận tiện tốt nhất. Cái S thứ ba đấy là sạch sẽ. Thường xuyên chúng tôi sẽ phải lau chùi, dọn dẹp cho nó sạch sẽ để làm sao một cái không gian, đây là môi trường bệnh viện thì cái yếu tố sạch sẽ là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Đấy. Và cái thứ tư đấy là cái săn sóc. Từ ba cái 3S trên ấy, thì mình đặt cho từng mục tiêu của từng cái S1, sau đó thường xuyên chúng ta nhắc nhở lại và chúng ta thực hiện nó. Thứ năm đấy là sẵn sàng. Ngay từ lúc đầu thì chúng tôi sẽ quán triệt toàn bộ những anh em trong khoa lúc nào cũng trong một cái tâm thế đấy là sẵn sàng để thực hiện đúng và đủ 5S như phía trên. Thì từ khi mà chúng tôi triển khai cái 5S này, biến cái môi trường làm việc của mình như một cái ngôi nhà thứ hai, và từ đấy mà cũng nhận thấy ngay những cái tác dụng của nó, đấy là mình có một cái môi trường làm việc cực kỳ khoa học. Mô hình bệnh viện 5S bắt đầu được triển khai tại Trung tâm Y tế Văn Giang từ cuối năm 2018. Sau gần 2 năm triển khai, bước đầu mô hình này đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các khoa phòng đều sạch sẽ, ngăn nắp, tạo môi trường làm việc an toàn. Máy móc, thiết bị, dụng cụ y tế được sắp xếp khoa học, bảo đảm thuận tiện và thao tác nhanh khi điều trị cấp cứu cho người bệnh. Nhiều kỹ thuật trang thiết bị y tế mới, hiện đại được triển khai. Vì vậy, tỷ lệ người dân đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Văn Giang năm 2019 so với những năm trước tăng gần 30%, tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển tuyến giảm 10%, tỷ lệ bệnh nhân thực hiện phẫu thuật cũng tăng khoảng 30%. Đặc biệt, trong thời điểm bùng phát dịch bệnh COVID-19, thì trung tâm đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh như thực hiện phân luồng bệnh nhân ngay tại cổng ra vào, yêu cầu cán bộ y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân phải đeo khẩu trang và thường xuyên soát khuẩn tay, dành khu điều trị riêng cho người nghi nhiễm và những y bác sĩ thực hiện nhiệm vụ. Chương trình 5S tại góc khám phòng cũng tạo cái cơ hội cho nhân viên y tế thực hiện nghiêm túc công tác vô khuẩn, cũng như bệnh nhân cũng thực hiện nghiêm túc công tác vô khuẩn, nâng cao được cái chất lượng đón tiếp, tư vấn và hạn chế tối đa lời phàn nàn kêu ca của bệnh nhân những nơi mà tâm lý tiếp xúc. Còn hạn chế thì chúng tôi cũng nhắc nhở và can thiệp kịp thời để làm sao công tác khám chữa bệnh đạt được hiệu quả tốt. Việc duy trì và phát triển mô hình bệnh viện 5S tại Trung tâm Y tế huyện Văn Giang sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng tới sự tin tưởng, hài lòng của người dân.